xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình qua đây quay cái em gái này đang tập lái cái xe năng này các bạn. Đây thì trên hình nhỏ bạn anh em thì đang chuẩn bị chạy nha, không biết ổn không đây. Tình hình này thấy nguy hiểm quá, không khéo là đổ nợ như chơi nha. Đây bắt đầu. Trên đấy thì ba của em ấy đang tập lái các bạn. Đó, những động tác cơ bản thôi. Rồi bây giờ thì thả gào nha, má ơi giặt giặt kìa. Nguy hiểm quá. Rồi. Đó, đây là thả gào xuống. Đây chút nữa sẽ thấy sẽ thực hiện nha. Đây, các bạn nếu thấy hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của bé Mai nha. Ngầu quá ha. Đó, bắt đầu được rồi đó. Cũng sáng ý ghê, cái xe này thì nó có hai cần thôi, một cần tới và một cần ve, và một cái cần ben lên hạ xuống. Đây động tác mới đó cũng rất là thuần thục ha. Đây là cái gào như năm ngón tay vậy, quan trọng là biết có ổn hay không. Ngầu quá ha. Ba của em ấy thì đang chỉ. Đó, bắt đầu wow rồi đó. Bắt đầu wow rồi đó các bạn, kẹp rồi đó. Nếu kẹp có dính hay không mới quan trọng nè. Đây, khu vực trên đây là tàu biển rồi, nhiều lắm, quơ cần tầm bậy tầm bun là bắt đầu là nó sẽ ăn cho hết luôn. Đây, động tác rất là thuần thục nha. Lên ra xíu, mình cũng có chuyên nghiệp ha, cũng có sự chăm chỉ dữ nha. Coi bộ hiệu quả. Lái xe này thì khỏi cần bằng nha, chỉ cần có sáng ý chút xíu là có thể là chơi được rồi. Thôi má ơi, gì vậy? Rồi vô một khúc cây rồi, ngon. Rồi bắt đầu ve. Rồi đánh vô lăng rồi đó. Cái vô lăng rồi đó có cái cục đã lắm, cầm đã lắm. Nhìn cũng hậu rồi, nhìn cũng hậu quá nè. Không biết được khúc thứ hai không đó nè. Ngon. Quơ quá quơ rồi. Má ơi đi ra xa xa mới được. Để em thôi trúng vô đây cái đi không nổi luôn. Hôm qua u cái đầu hết cái rồi. Nó cũng ngầu quá ha. Được. Đó là nhờ có sự của bác trai ở kế bên đó. Bác trai cũng khó lắm nha. Ôi, ve vũ kia cái tàu cá đó, một cái một là xuống nề luôn đó. Đó, đầu quơ cằn vô đây nè. Đó, bắt đầu đưa vô đây nha, đưa vô cái lỗ này. Ủa, cũng ngầu quá ha. Khi mà con gái làm được những cái việc như thế này mà nếu mà thành thục là nhìn rất là chắc nha. Đó. Rồi, hạ cằn nha. Nói thì dễ nhưng mà thật sự nếu mà không có ai chỉ hướng dẫn thì chắc lái ăn cho hết luôn quá. Rồi đầu hạ ben ra. Ồ, êm. Thôi ngon lành. Đó, phải cười đó. Không có ổng hồi là đẩy vô chiếc ghe đó, ghe cái đít một cái là đổ nợ thật chứ không phải giỡn đâu. Chiếc ghe này, ở quên, chiếc xe này là tên Hồng Hà. Đó, đầu nhìn là tiếng hậu phía sau. Tình hình lại tới khúc gỗ tiếp theo các bạn. Ngầu quá. Tại vì nhà của em ấy thì là cái ụ ghe này các bạn, cho nên là có rất là nhiều xe để mà điều khiển. Bây giờ quơ tay quơ chân rồi hạ cần từ từ thôi, bạo lực quá. Rồi bắt đầu kẹp cái khúc gỗ tiếp theo này, coi thử cái kết như thế nào nha. Đó, đầu xúc vô đó. Ôi má ơi bạo lực quá, này chắc lái xe tăng được nè.
rồi là cũng được quá nè. Làm bây giờ thấy được hai khúc rồi nè. Ôi má ơi, cái cây nó lên rồi. Cái đứa này lái giật mắt quá. Ok. Thân thảo rồi đó, cũng gà cũng sáng ý chứ ha. Trời ơi, quơ đâu vậy? Quơ qua chiếc ghe nó trúng vô đít một cái lủng lỗ, cái lỗ bự lắm mà. Rồi đánh lái qua, đánh lái qua các bạn. Rồi chiếc này tính ra nó cũng khó chịu dữ ha, nó ba bốn cái mà nó quay ngang quay eo gì tùm lum hết trơn. Rồi đó, rồi cái khúc này nó vừa vô cái lỗ này luôn nè. Qua một lớp kính nè, wow, má ơi nó giật. Đưa vô cái khúc cây này nó chỉ cho cái bộ nó dài hơn cái cửa. Rồi hạ đây là ngon rồi. Thôi để lại đi, đừng để vô trong, để trong nguyên bức tường nó đẩy xuống cái hiền cái là chạy không kịp à. Rồi đây rồi đó. Ok. Rồi ở trên này thì có một tài xế chạy nhiên liệu bằng cơm nha. Hướng dẫn cho em Mai. Cái chiếc này là xài thắng hơi nha các bạn. Ở sau nó có cái cục sắt rất là bự, cái cục đó mà bá đầu chúng đó đó là xác định đó. Đầu lên nha. Rồi cái gạo nó giật giật ớn quá, mình đứng ngay chân nó má ơi, chắc đi tới luôn quá. Ồn ào quá nè. Khúc nữa, còn khúc nữa hết rồi. Còn đây hạ cần này các bạn, thì hôm gái mà mình quay là em gái lấy xà lan rồi lấy vỏ dịch, hôm nay tới em Mai lấy xe thì thấy em ấy tập rồi quay cho mọi người xem luôn này. Đó, bắt đầu nha. Ờ, xúc dữ vậy. Sao giống mấy ủi vậy trời. Này hồi giống mấy ủi luôn cái. À, nó vô đá gỗn gỗn dữ vậy. Trời ơi, đây có dốc đó nghe, chuyển xong luôn nha. Chưa quen thuộc các bạn, còn hơi bỡ ngỡ nhưng mà thấy cũng ổn quá rồi, dính hai khúc rồi, nó chỉ hai cái cây thôi ha. Chiếc xe này không dám lên đó ngồi, tại qua lên tập chạy xe nó thắng cái một u cái đầu cho nên thôi à, đứng dưới đây cho nó chắc. Con gái mà làm mấy chuyện này thấy cũng chịu khó dữ à. À, má ơi dính cái cây nó quơ cái đuôi nó kìa. Thấy mẹ rồi. Chạy. Trời ơi, lầm thầm kìa. Cái màu quá vậy. Được không nghe. Được không nghe. Trời ơi, nhìn nó trước kìa. Mẹ ơi, không dính đâu đâu hết trơn vậy. Gãy góp góp kìa, kinh khủng khiếp chưa. Tài xế này ớn ăn. Cái gì mà ghê quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Mẹ ơi, nó dính này nó có chút xíu đây kìa. Bỏ xuống rồi, không xong rồi, đại dương rồi. Được rồi đó, thấy cũng ổn ổn rồi đó nha quý vị, em ấy cũng chịu khó dữ ha. Với một động tác rất là quen thuộc, với một cái vào 5 ngón, có mấy ngón, mấy ngón ta,
bảy ngón. Đứng đây nó quơ một cái trúng vô cái chắc chết quá. Cái này bệnh viện không có giường nằm nữa chứ. Rồi, trúng vô đầu cá. Ghê quá má ơi. Được không nghe sao thấy mình thấy giật mắt quá. Đang chạy vòng. Rồi ok. Ổn rồi đó. Xong rồi đó các bạn. Ok. Tài xế lâu năm vô nè. Rất là chuyên nghiệp. Múc rất là đơn giản nhẹ nhàng. Diện tích cái này nó rất là hẹp nha. Nó ổng ship đưa lên đưa xuống rồi nhìn nó thừng thục lắm. À, muốn rụng luôn cái càng vậy. Ổng biểu diễn luôn các bạn, thấy không? Sau một vài động tác thì bác ấy chắc trời ơi. Chiếc này chạy thắng bằng hơi, ngày xì xì đồ lá quá. Đâu có tiêu rồi, bạn mai của chúng ta đâu có tiêu rồi.